Mời quý vị và các bạn đón xem bản tin tiếng Việt ngày 10 tháng 6 của đài truyền hình PBS Đài Loan. Thưa quý vị, tháng 2 năm nay, một cặp vợ chồng họ Lâm đã sanh được một bé trai, thế nhưng đứa trẻ lại không được làm thủ tục đăng ký hộ khẩu. Qua tìm hiểu mới biết, thì ra cô vợ người Việt Nam khi mang thai đứa bé thì vẫn chưa hoàn tất thủ tục ly hôn với người chồng cũ bên Việt Nam. Chiếu theo luật pháp của hai bên thì đứa bé này là con của người chồng cũ, vì vậy không được đăng ký hộ khẩu theo cha ruột của bé. Cặp vợ chồng họ Lâm rất mừng rỡ khi thấy con trai mình ngày càng lớn lên, nhưng trong lòng lại thấy lo lắng bởi đứa bé trai hiện đã 4 tháng tuổi rồi vẫn chưa được phép đăng ký hộ khẩu và nhập tịch Đài Loan. Ông Lâm là người Đài Loan sinh sống ở huyện Nạn Thộ, lấy vợ Việt Nam họ Nguyễn. Tháng 2 năm nay sinh được một cháu trai, nhưng đến bây giờ bé trai này vẫn chưa được nhập tịch Đài Loan. Thì ra chị Nguyễn đã mang thai đứa bé này trong lúc vẫn còn quan hệ hôn nhân với chồng cũ tại Việt Nam. Sau này mặc dù hai người đã ly hôn, nhưng trên mặt pháp lý Đài Việt thì cha ruột của bé trai vẫn là chồng cũ ở Việt Nam. Sau này ông Lâm là đi làm xét nghiệm chứng nhận quan hệ huyết thống cha con, nhưng vẫn không được phép khai báo nhập hộ khẩu. Theo văn phòng hộ chính thì đã hỗ trợ bé trai tranh thủ để xin được quyền cư trú và thẻ bảo hiểm y tế, bảo đảm quyền lợi cho mẹ và con. Văn phòng hộ chính cho biết, theo quy định của luật hộ tịch Đài Loan, chồng cũ của chị Nguyễn hoặc bản thân chị Nguyễn cần phải đến tòa án Việt Nam xin giấy xác nhận đứa trẻ không có mối quan hệ huyết thống với người chồng cũ. Khi có được giấy chứng nhận hợp lệ mới được nhập tịch và đăng ký hộ khẩu cho con. Sau khi nhận được tin báo, có một nhóm lao động di trú người Việt Nam đến hai quán karaoke ở khu vực Ta Lẹo mở tiệc ma túy. Cảnh sát thành phố Cao Hùng đã bất ngờ ập vào điều tra xét hỏi. Cảnh sát đã bắt giữ 21 người, bao gồm cả chủ quán. Trong số 18 lao động di trú bị bắt giữ, có 5 người là lao động bỏ trốn. Toàn bộ vụ án đã được xử lý theo điều lệ phòng chống tác hại của ma túy. Mấy hôm trước, nghi chủ tiệm quán karaoke cung cấp ma túy cho lao động di trú người Việt mở tiệc ma túy. Cảnh sát thành phố Cao Hùng đã đột nhập vào hai quán karaoke tại khu vực Ta Lẹo tiến hành kiểm tra xét hỏi. Khi vào bên trong một phòng hát karaoke, trước mặt họ là cảnh tượng các đôi nam nữ đang lắc lư theo điệu nhạc. Ma túy đủ các loại được bày la liệt trên bàn. Khi bị phát hiện, còn có người muốn leo qua kẽ hở trên lối đi để chạy trốn. Tại hiện trường, cảnh sát đã thu giữ 415 gram ma túy các loại. Cai两间KTV设立门禁管制，店内专供越南籍顾客群聚使用新型毒品K他命、卡西酮毒品咖啡包来助兴。 18 lao động di trú mở tiệc ma túy đã bị bắt quả tang ngay tại chỗ, trong đó có 5 người là lao động bỏ trốn, ngoài ra còn có 3 nhân viên người Đài Loan, còn có nữ lao động di trú, kim luôn nghề nữ tiếp viên quán karaoke. Toàn bộ vụ án đã được dựa vào điều lệ phòng chống tác hại ma túy, luật di dân và xuất nhập cảnh, chuyển sang cho Sở Kiểm sát địa phương xử lý. Hơn 3 giờ sáng ngày 9 tháng 6, một ký túc xá của lao động di trú tại khu vực U Phong đã xảy ra hỏa hoạn. Nhiều chiếc xe máy đậu ở tầng trệt đều bị cháy rụi hoàn toàn. Ngọn lửa đã lan ra khu ký túc xá bên cạnh. Cũng may, tổng cộng có 22 người trong hai ký túc xá đều được giải cứu. Chỉ trong vòng nửa tiếng đồng hồ, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy. Vào khoảng hơn 3 giờ sáng ngày 9 tháng 6, một khu ký túc xá ở khu vực U Phong thuộc thành phố Đài Trung xảy ra hỏa hoạn. Đám cháy còn lan ra căn nhà bên cạnh. Cục phòng cháy chữa cháy cho biết, hiện trường đám cháy là tòa nhà 2 tầng. Tầng 3 và tầng 4 là kiến trúc bằng tôn được xây dựng thêm sau này. Hai căn hộ kế bên cũng là ký túc xá của lao động di trú. Cũng may sau khi phát hiện hỏa hoạn, toàn bộ lao động di trú đều chạy thoát bằng cổng sau, không ai bị thương vong. Qua điều tra sơ bộ, Cục phòng cháy chữa cháy phát hiện, vụ cháy bắt nguồn từ khu vực đậu xe máy và xe máy điện ở dưới lầu. Tổng cộng có 17 chiếc xe bị cháy thiêu rụi, rất có thể là do sạc pin xe máy điện đã gây ra hỏa hoạn. Ngày 9 tháng 6 vừa qua, khu vực Quan Hỏa đã xảy ra một vụ án mạng. Một người đàn ông 68 tuổi, nghi là do bị người thuê chung căn hộ, là một ông lão 78 tuổi, hối thúc đóng tiền nhà nên đã cầm dao chém chết ông cụ. Theo Cục Xã hội, cả hai đều là nằm trong danh sách người già neo đơn. Hiện nay đã mời nhân viên công tác xã hội hỗ trợ cảnh sát điều tra làm rõ nguyên nhân gây án. Nghi phạm họ Trừ 68 tuổi khoác trên người chiếc áo màu xanh ngồi sồn ở vỉa hè. Cảnh sát đã từng rút nhận được cú gọi đầu thú đến tìm hiểu. Nghi phạm tự thú là kẻ sát nhân.
Sau khi gây ra án mạng, nghi phạm họ Trần đón xe về nhà cụ ở Tân Trúc, nhưng biết rằng mình không thể thoát khỏi vòng pháp luật nên quyết định đầu thú. Cảnh sát Tân Trúc thông báo vụ án này với cảnh sát ở Đài Bắc. Kết quả tìm thấy ở tầng 2 nơi một chung cư có một cụ lão 78 tuổi họ Nhan đã tử vong. Cảnh sát nghĩ rằng có thể do hai cụ cãi vã nhau vì vấn đề tiền thuê nhà, do nạn nhân là người khiếm thị không đủ khả năng chống lại nên bị chém giết đến mười mấy nhát dao. Được cuộc xã hội tìm hiểu, hai cụ ông đều là người già neo đơn, nằm trong danh sách quan tâm. Hiện có nhân viên công tác xã hội hỗ trợ cảnh sát làm rõ nguyên nhân gây án. Tối hôm khoảng 6-7 giờ tối, có âm thanh đó, gọi hàng cứu người, nhưng không ai biết bạn ở đâu. Chiều ngày 9 tháng 6, cảnh sát thành phố Đài Bắc đã tới Tân Trúc đưa nghi phạm họ Trần trở về Đài Bắc. Theo đó, tiếp tục điều tra và làm rõ nguyên nhân gây án. Toàn bộ vụ án sẽ được điều tra theo hướng phạm tội giết người. Đua thuyền rồng là điểm nổi bật của Tết Đoan Ngọ. Ở khắp nơi trên toàn Đài Loan đều có tổ chức giải đua thuyền rồng. Ở Trung Quốc và châu Âu cũng diễn ra cuộc chèo thuyền tranh tài. Các tay đua ở Đức và Hungary cho rằng tuyển thủ trong một đội phải đồng lòng nhất trí khi chèo. Thật sự là không đơn giản. Ở địa điểm Diêm Thành, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc diễn ra cuộc đua thuyền rồng thu hút nhiều đội đua so kè, cạnh tranh quyết liệt. Đây là giải đua thuyền rồng Trung Hoa đạt tầm cỡ lớn nhất toàn quốc, cũng là màn biểu diễn quan trọng trong dịp đón Tết Đoan Ngọ truyền thống. Cuối cùng sẽ chọn 36 đội đua với khoảng 800 tuyển thủ vào cuộc đua chung kết. Trước đó đã lần lượt diễn ra cuộc đua sơ kết ở các nơi. Ở tỉnh Sơn Đông, tỉnh Hồ Bắc đều có sinh viên nước ngoài tham gia vào giải đua thuyền rồng. Kể từ ngày 8 tháng 6, ở Macau đã bắt đầu diễn ra giải đua thuyền rồng quốc tế trong 3 ngày liên tục, thu hút nhiều quốc gia bao gồm Hồng Kông, Thái Lan, Singapore, Indonesia tham dự. Ngoài cuộc đua thuyền rồng diễn ra trong Tết Đoan Ngọ, còn có tục ăn bánh ủ, chỉ làm túi thơm và màn biểu diễn dưới nước. Ngoài ra ở châu Âu cũng diễn ra cuộc đua thuyền rồng, các tuyển thủ cho rằng cuộc thi này thực sự là không đơn giản. Năm 1987, ở Duisburg, nước Đức tổ chức cuộc đua thuyền rồng đầu tiên và từ năm 2000 cứ vào tháng 6 hàng năm sẽ diễn ra giải đua thuyền rồng quy mô ở cảng trong. Năm nay có 140 đội đua với gần 3.000 tuyển thủ tham gia. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin tiếng Việt trong ngày hôm nay.